Người lính thường phải đối mặt với hiểm nguy, đó là việc của họ. Nhưng ở đây, tại Clinton, Tennessee, có một công ty đã đưa ra một giải pháp để xử lý một nhiệm vụ nguy hiểm. Trong những tình huống nguy hiểm nhất, họ thay thế những binh sĩ bằng robot. Bạn có thể gọi nó là một chiếc xe không người lái, một người máy, một lao công hay một con bọ cạp nhôm. Điều quan trọng là loại robot này có khả năng cứu mạng người khác. Nó có thể đi đến những nơi mà không một người nào muốn đến, dọn dẹp các chất hóa học rò rỉ, kiểm tra những gói hàng đáng ngờ hay đối mặt với tội phạm có vũ trang, hay thậm chí là tháo gỡ chất nổ từ một phần tử đánh bom tự sát bị bắt. 1.400 con robot loại này đã được hãng Remotech chế tạo từ năm 1980. Hôm nay tôi sẽ gặp John Even để tìm hiểu xem người ta chế tạo robot Andro F6A như thế nào. Kelly, đây là loại F6A. Binh sĩ của chúng ta rất thích nó. Nó rất khéo léo. Nó có khả năng gỡ bom hay kích nổ bom. Nó có khả năng di chuyển một quãng đường dài mà không cần nạp lại nhiên liệu. Do đó, nhiều lực lượng chấp pháp bày tỏ quan tâm tới loại robot này. 90% lực lượng tháo gỡ bom mìn của nước Mỹ sử dụng robot Andro. Robot này cũng là đồng minh của lính Mỹ tại các điểm nóng. Không có giải pháp nào tốt hơn để ứng phó với các tình huống xử lý vật nổ. Do này, nó trông như bốn cái giá đựng đồ đầy những chi tiết vậy. Vâng, đúng thế. Ở đây có 60 bộ phận trên chiếc giá này, và trong 8 giờ, chúng tôi sẽ hoàn thiện loại robot này, lắp ráp chúng lại với nhau, và khi chúng tôi kết thúc công việc, nó sẽ trông như thế này. Phần quan trọng nhất của robot Andro là bộ não của nó. Máy tính cá nhân của tôi ở nhà cũng có những chi tiết như vậy. Vậy có điều khác biệt gì giữa những thứ có ở đây và thứ ở nhà tôi? Khó có thể so sánh rõ ràng, giống như so sánh quả táo với quả cam vậy. Máy tính ở nhà anh làm những công việc hoàn toàn khác biệt. Nó được đặt ở trên bàn cả ngày, trong khi chiếc máy tính đặt trong robot này, nó sẽ đi vào khu vực nguy hiểm. Nó phải hoạt động tin cậy. Nó sẽ phải gỡ bom và trở về. Vậy nó được chế tạo chuyên dụng, cực kỳ chuyên dụng. Vậy là chiếc camera này thực sự nằm trong một chiếc hộp nhỏ, và chúng tôi bọc nó với một khung bọc ống kính rất tốt. Nó sẽ an toàn và được bảo vệ trong chiếc hộp này. Robot này được lắp đặt 3 camera tiêu chuẩn. Đây là camera có thể xoay và nghiêng, giúp anh có thể nhìn rõ mọi thứ xung quanh robot. Có một chiếc camera khác ở đằng trước, ngay trên tay nắm của robot, để anh có thể nhìn thấy cái anh đang cầm. Và một camera khác ở phần dưới phía trước thân. Từ khoảng cách an toàn, người điều khiển có thể giám sát mọi thứ mà robot có thể nhìn thấy. Anh có thể thấy bộ điều khiển có màn hình LCD rất đẹp, rất rõ ràng. Anh sẽ thu được những hình ảnh chất lượng cao từ camera. Thật là một góc nhìn thú vị. Liệu chúng ta có thể quay nhìn xung quanh một chút được không? Giám sát hình ảnh đối với những thứ nghi phá bom là việc thực sự quan trọng. Kiểm tra. Tôi rất ngạc nhiên vì họ nói chuyện với nó đấy. John, các anh dùng bộ liên lạc âm thanh với robot để làm gì thế? Trong một số tình huống, đội SWAT sẽ trao đổi với con tin thông qua robot hoặc thương lượng với bọn tội phạm. Robot còn có thể dùng vào nhiệm vụ giải cứu nạn nhân bị mắc kẹt, đi vào các khu vực nguy hiểm và liên lạc với những người bị thương. Thay vì phân công một người thực hiện nhiệm vụ này, chúng tôi gửi robot đi. Vậy là các anh có thiết bị liên lạc hai chiều, chính xác, tai và mắt. Xưởng của Remotech có thể chế tạo 2 robot một ngày. Chúng tôi đang ở khu vực lắp đặt cuối cùng. Ở đây, chúng tôi có pin, bộ não và động cơ. Tim là người lắp ráp các bộ phận lại với nhau và hoàn thiện robot. Sau đó chúng tôi sẽ tiến hành thử nghiệm. Có vẻ như Tim đang lắp chân cho anh bạn nhỏ này. Vâng, robot phải biết di chuyển. Khung giống như chân này sẽ giữ cho robot đi đúng đường, và khi tất cả lắp đặt xong, sẽ có bánh xe để di chuyển. Robot này dùng loại động cơ nào? Nó ở đây. Đây là động cơ lớn nhất chúng tôi trang bị cho robot này. Đó là động cơ dẫn động, sử dụng điện 24V,
bộ chuyển động ở đây như chúng ta đã thấy, và anh ta sẽ đặt nó vào nối dây. Chúng tôi đang ở Remotech tại Clinton, Tennessee, nơi chế tạo các loại robot sẽ làm những công việc chẳng ai muốn làm. Khi bộ não máy tính đã được đặt đúng chỗ, động cơ sẵn sàng, năng lượng được nạp, bánh xe robot sẽ sẵn sàng lăn và camera ghi hình. Robot Andro F6A đã sẵn sàng. John, nó trông hơi khác so với lúc chúng ta rời đi lần trước. Vâng, từ lần cuối cùng chúng ta nhìn thấy, robot đã được đưa xuống khỏi bàn và đứng trên đôi chân của nó. Chúng tôi đã lắp đặt cụm camera và những anh bạn này đang lắp đặt khớp vai, cánh tay và khỉu cho nó. Giờ khớp của tay và bàn tay cầm đã sẵn sàng được lắp vào. Người điều khiển phải tập vận hành cánh tay robot thao tác thành thục như cánh tay của họ vậy. Vai, khỉu, cổ tay, tất cả các yếu tố của một cánh tay. Cần không đến 8 tiếng là có thể chế tạo được một robot Andro mới. Nhưng nó phải trải qua bài kiểm tra cuối cùng. Liệu tôi có cơ hội nào được cưỡi mấy thứ này không? Anh trèo thử lên đi. Thứ này có lẽ là một thách thức đấy. Chàng robot này có biệt danh gì không? Chúng tôi thường để khách hàng tự đặt tên cho chúng. Được rồi, anh bạn này sẽ có tên là Silver. Second gear. Tôi đang chuẩn bị đi ăn trưa. Mỗi một robot đều phải trải qua hàng loạt bài kiểm tra. Vì mạng sống là quan trọng nên chúng phải hoạt động tốt trong mọi tình huống. Chúng tôi giao cho Andro một nhiệm vụ. Nó phải leo 10 tầng nhà và gỡ một quả bom nặng 20 kg. Chúc may mắn, Andro. Hay đấy. Có vẻ như Andro vận hành rất ổn định. Trong tình huống thực tế, Andro sẽ nhặt quả bom và đặt nó vào thùng chứa đặc biệt, rồi kích nổ hay kích nổ tại chỗ với một khẩu súng nước áp lực cao. Trong trường hợp này, robot có thể gỡ bom. Việc này ít xảy ra ngoài hiện trường. Chúng tôi sẽ vạch ra một kịch bản. Chúng tôi có một thiết bị trong xe, có thể là một quả bom. Trông giống như một thùng đựng đá vậy. Vâng, chúng tôi hy vọng nó thực sự là một thùng đựng đá. Có thể vô hại, nhưng cũng có thể không. Để chắc chắn an toàn, tốt hơn hết là cử một cỗ máy tới mở ra xem bên trong có gì. Chúng tôi nạp sẵn nước, gắn nó vào phần sau của robot. Nước có vai trò như viên đạn dùng để phá bom. Tôi sẽ gắn thiết bị nén vào phía sau, và thiết bị này sẽ tạo ra áp suất cao. Vâng, và tôi sẽ bắn vít phần sau lại. Hãy cùng xem nào. Khai hỏa.
chúng ta vừa bắn tung một thùng đá đầy nước ngọt. Hãy nhìn này. Giờ thì chúng ta đã phá tan một buổi picnic của ai đó rồi. Tuy nhiên, có thể chúng ta đã cứu được nhiều mạng người. Nếu ở trong đó là một quả bom, thì robot đã hoàn thành nhiệm vụ của nó. Nhìn này, anh có thể thấy nắp thùng đã bay cao thế nào. Nó bị thổi bay. Nó bắn xuyên qua thùng đựng đá luôn. Hãy xem cỡ của lỗ xuyên này. Đó là lý do vì sao họ dùng nước. Nó sẽ tạo ra một lỗ nhỏ ở đầu vào và một lỗ to ở đầu ra. Điều gì có thể xảy ra với robot? Vâng, sau một cuộc kiểm tra nhỏ nhỏ, nó bị dính một chút nước. Máy móc bên trong vẫn ổn. Nếu bên trong là một quả bom thật thì sao? Nếu nó là một quả bom thật, diễn biến sẽ tương tự. Tất cả thành phần bên trong sẽ bị thổi tung, quả bom bị vô hiệu hóa, robot sẽ ổn. Tôi đoán là cũng không ảnh hưởng gì đâu, dù là nước ngọt hay thuốc nổ C4.